Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai Nguyễn Phương Hằng nhằm thẳng Dũng Lò Vôi mà phang cho tới cùng. Có vẻ như câu chuyện gia đình của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng không được hòa thuận, ít nhất là giữa ông Huỳnh Uy Dũng và con riêng của bà Hằng. Vào ngày 18 tháng 7, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết cơ quan này vừa chuyển đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Vào hồi tháng 5, Bộ Công an đã trả đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, tức là chồng bà Hằng. Ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét xử lý. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ông Tuấn cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố đối với ông Huỳnh Uy Dũng vì cho rằng ông Dũng là người cùng có vai trò tổ chức cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức khi cùng bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các chương trình tại livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác như tham gia một số buổi phát livestream truyền hình trực tiếp có hô hào khích lệ ủng hộ tinh thần bà Hằng khi bà mắng chửi xúc phạm người khác, cho sử dụng trường đua chó đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để tổ chức đặt tên chó đua ngựa đua theo tên của những người muốn xúc phạm, cho sử dụng kênh YouTube của trường đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem, vân vân. Vào ngày 18 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển đơn của Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Thông báo chuyển đơn cũng được gửi đến ông Nguyễn Quang Tuấn. Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn đến Bộ Công an và một số cơ quan chức năng tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, sau khi tố giác ông Huỳnh Uy Dũng lên tận Bộ Công an, rồi Bộ Công an lại trả đơn về cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì con trai bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa chịu buông. Anh ta tiếp tục tố cáo lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhưng rồi cơ quan này cũng lại trả đơn về cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Như vậy thì đã rõ ràng, con riêng của bà Hằng đang tìm mọi cách đẩy ông Huỳnh Uy Dũng vào vòng lao lý. Vào hồi tháng 2 vừa qua, Nguyễn Quang Tuấn phản đối việc ông Huỳnh Uy Dũng đòi giám định tâm thần cho mẹ mình. Theo ông Tuấn, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam cho đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng và luật sư danh tiến nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ của ông. Giả sử trưng cầu giám định tâm thần mà bà Hằng có vấn đề về tâm thần thật thì sao? Nghĩa là bà Hằng sẽ thoát tội. Tuy nhiên, nếu sau này phát sinh tranh chấp về tài sản chung thì tiếng nói của bà Hằng sẽ không có giá trị. Đấy chỉ là nếu, mà có đến hai chữ nếu. Nếu bà Hằng bị tâm thần và nếu có tranh chấp tài sản sau đó. Vào hồi tháng 2, con trai của bà Hằng có phản đối ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cho giám định tâm thần đối với bà Hằng. Chuyện chồng đòi giám định tâm thần cho vợ trong trường hợp bà Hằng là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trong một gia đình có nhiều mối quan hệ phức tạp như vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng tuy là đại gia, tuy ông khôn ồn ào trên sân nhà và sản chứng khoán, nhưng ông rất nổi tiếng không chỉ ở Bình Dương mà cả nước. Việc quan hệ giữa ông và con cái với người vợ trước đó không ồn ào. Tuy nhiên, quan hệ giữa ông với con riêng của bà Nguyễn Phương Hằng thì không hề êm đẹp chút nào. Tại sao con trai bà Hằng 5 lần 7 lượt muốn cột chân ông Dũng Lò Vôi vào tù? Và tại sao ông lại đòi giám định tâm thần đối với vợ mình? Đó là những câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Con trai bà Nguyễn Phương Hằng nhằm thẳng Dũng Lò Vôi mà phang tới cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Theo thông tin từ người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, ông tướng Tô Ân Sô, thì tập đoàn Ma Cà Rồng đã thực hiện tổng cộng tới 2.000 chuyến bay giải cứu, thu lợi bất chính khoảng 4.000 tỷ đồng. Người dân bị mắc kẹt nơi xứ người bị tập đoàn này hút máu không thương tiếc và hiện nay tập đoàn này đang bị truy tố. Người dân bị hút mất 4.000 tỷ đồng giữa lúc khó khăn đại dịch. Bên bị hại là những chuyến bay giải cứu ước tính vào khoảng 200.000 người để có một chiếc vé một chiều về nước từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, thì du học sinh, người lao động Việt Nam phải trả từ 40 đến 50 triệu đồng. Còn vé về từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc và châu Phi là hàng trăm triệu đồng, chưa kể người dân cũng bị buộc phải chi trả các combo dịch vụ bắt buộc khác, với cái giá cắt cổ. Họ là nạn nhân của cuộc trấn lột, cưỡng bức, xâm hại, chiếm đoạt tiền bạc do chính bộ máy nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và thực hiện. Phiên tòa nào cũng cần phải có sự hiện diện của bị hại và bên bị hại phải được tòa đòi lại quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, trong phiên tòa chuyến bay giải cứu, người bị hại bị đạp cho ra rìa. Vụ án đã điều tra xong, đã có kết luận nhưng trên hồ sơ không đề cập gì đến quyền lợi của bên bị hại. Tại phiên tòa cũng không ai đả động gì đến quyền lợi của bên bị hại. Tất cả 54 người bị truy tố gồm 21 cựu quan chức, viên chức cùng liên đới cấu kết đưa hối lộ, nhận hối lộ, ép buộc doanh nghiệp, môi giới, chạy án, vân vân. Những số tiền mà bị cáo nhận được chắc chắn là tiền của người bị hại. Những kẻ hút máu của đồng bào ấy phải nộp lại tiền. Đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên, họ phải nộp vào ngân sách nhà nước chứ không phải nộp tiền cho tòa để tòa trả lại cho người bị hại. Vậy thì rõ ràng là tập đoàn Ma Cà Rồng này hút máu dân, rồi nhà nước lại hút máu từ nhóm Ma Cà Rồng này. Rõ ràng cuối cùng thì người dân vẫn bị hút máu, mà kẻ hút máu ấy lại nhân danh công lý, nhân danh vì dân. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn hô hào họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng với hành động này, họ chính là kẻ cuối cùng hốt hết tiền từ túi của dân, thì khác nào họ là kẻ ăn cướp của kẻ ăn cướp. Đấy chính là thứ vì dân của Đảng. Vai trò người bị hại bị đạp ra rìa trong vụ đại án này. Được biết, trong 5 tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trong vụ án chuyến bay giải cứu bao gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lần lượt theo các điều số 354, 364, 365, 174, và 156 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017, thì không tội danh nào xác định những người mua vé của chuyến bay giải cứu là nạn nhân bị hại hay nguyên đơn dân sự. Do đó, 200.000 nạn nhân trong vụ án này không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Luật Việt Nam do những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra, chứ chẳng có vị nào thực sự là đại diện cho dân để làm ra những thứ luật đó. Kẻ thừa hành và vận dụng pháp luật cũng là người của Đảng nên không thể vì dân. Làm luật và vận dụng luật là để hợp pháp hóa, để đem lại lợi ích cho Đảng và nhà nước. Vậy nên nhà nước có thể ăn hết những gì hút ra từ túi dân một cách hợp pháp. Đây chính là cách ăn cướp tinh vi nhất. Ăn cướp của kẻ ăn cướp rồi còn lại được tung ca ngợi vì công lý, vì một xã hội tốt đẹp. Nó thật là nực cười. Cả rừng bị cáo tại tòa nhưng tòa lại không một lời nào đề cập đến quyền lợi của người bị hại. Trong luật đất đai có một câu mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lồng vào để mà hợp thức hóa hành vi ăn cướp đối với đất đai của người dân, đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Từ toàn dân được xem là điếm ngữ bởi không có đối tượng cụ thể nào gọi là toàn dân cả. Ông toàn dân đấy ở đâu? Ông có số căn cước công dân hay không? Đối tượng toàn dân hoàn toàn không có tư cách pháp nhân. Nó được nặn ra để lấy tước lấy quyền sở hữu đất đai của người dân Việt Nam. Và vì thế, nhà nước muốn lấy đất khi nào, ở đâu là cứ lấy.
đó là nguồn gốc dẫn đến những trận cưỡng chế cướp đất của dân một cách trắng trợn. Họ đã hợp thức hóa hành động ăn cướp bằng cách ma mãnh như thế đấy. Như vậy, trong các điều luật mà tòa vận dụng để mà xử vụ chuyến bay giải cứu, không có điều nào quy định về vai trò của người bị hại. Thế là tiền ăn cướp từ túi dân lại rơi vào túi nhà nước. Trong trường hợp này, nhà nước là siêu cướp, ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de